Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Sự kiện công nghệ đáng mong đợi MWC 2017 cũng đã chính thức diễn ra, và đúng như dự đoán là Galaxy S8 đã không xuất hiện, mà thay vào đó là Samsung đã giới thiệu đến người dùng một loạt những dòng máy cao cấp khác. Đầu tiên là chiếc Galaxy Tab S3 với sự kết hợp từ nhôm và kính trong thiết kế, sở hữu một độ mỏng ấn tượng chỉ 6mm và máy có màn hình 9.7 inch độ phân giải là 2048x1536 cùng công nghệ hình ảnh HDR cho màu sắc rực rỡ hơn. Điểm đặc biệt của chiếc Tab S3 đó chính là nó được trang bị cây bút S Pen thế hệ mới. Không như các dòng S Pen trước đây, S Pen trên Tab S3 có kích thước lớn tương tự như là Surface Pen và cho cảm giác cầm giống với một cây bút thật khi mà các bạn sử dụng. Samsung đã trang bị cho Tab S3 con chip Snapdragon 820, camera chính 13MP và camera phụ là 5MP. Máy được trang bị RAM 4GB, ROM 32GB hỗ trợ thẻ nhớ ngoài, pin 6000mAh cùng công nghệ sạc nhanh và cổng kết nối USB Type-C. Ngoài Galaxy Tab S3, Samsung còn mang đến hai mẫu tablet Lite trong 2-in-1 chạy Windows 10 mang tên là Galaxy Book với hai phiên bản là 10.6 inch và 12 inch với độ mỏng chỉ 7.6mm. Phiên bản 12 inch thì mạnh mẽ hơn và đầy đủ các tính năng. Cụ thể là máy được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i5 Kaby Lake, RAM 4GB hoặc là 8GB, SSD cao nhất là 256GB, sử dụng tấm nền AMOLED với độ phân giải là 2160x1440 và hỗ trợ công nghệ HDR cùng camera sau 13MP và hai cổng kết nối USB Type-C. Chiếc Galaxy Book 10.6 inch thì lại có cấu hình thấp hơn với Intel Core M3, màn hình LCD với độ phân giải Full HD, không hỗ trợ công nghệ HDR và chỉ có một camera trước và một cổng USB Type-C. Cả hai đều được trang bị một bàn phím đi kèm, hoạt động như là laptop và chiếc S Pen thế hệ mới giống như là Galaxy Tab S3. Theo Samsung cho biết thì Galaxy Book sẽ có thời gian sử dụng khoảng 10 giờ và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh. Buổi ra mắt của Sony tại MWC 2017 cũng đã diễn ra. Sony mang đến những sản phẩm mới và trong đó nổi bật đó chính là chiếc XZ Premium với màn hình 4K cùng công nghệ HDR, cảm biến hình ảnh mới Motion Eye cùng khả năng quay phim slow motion với tốc độ khung hình lên đến 960 frame trên giây, và máy còn hỗ trợ mạng tốc độ cao cho tốc độ tải xuống 1GB trên 1 giây. Và XZ Premium mang ngôn ngữ thiết kế Ankaledo tương tự như là XZ nhưng hoàn thiện và có phần sang trọng hơn. Máy được trang bị mặt kính Gorilla Glass 5 cho cả hai mặt trước và sau, không chỉ tăng độ cứng cáp và còn giảm được cái rủi ro khi mà rơi máy nữa. Và XZ Premium thì sử dụng cảm biến mới với độ phân giải 19MP, kích thước 1/2.3 inch và sử dụng công nghệ ASMR AS cho khả năng đọc dữ liệu nhanh hơn 5 lần, cùng cảm biến đo màu sắc RGBC IR cho khả năng cân bằng trắng tốt hơn. Về cấu hình thì XZ Premium được trang bị vi xử lý Snapdragon 835, RAM 4GB, pin 3230mAh hỗ trợ WeChat 3.0 và máy vẫn được trang bị khả năng chống bụi, chống nước chuẩn IP68, cảm biến vân tay và USB Type-C. Và Sony cũng đã giới thiệu chiếc Xperia XZS, phiên bản thu nhỏ của XZ Premium với thiết kế gần như y hệt. Cả hai đều sử dụng cụm camera giống nhau với tính năng nổi bật là quay slow motion với tốc độ 960 frame trên giây. Và ngoài ra XZS còn có công nghệ tự động chụp 4 tấm hình trong 2 giây trước khi bạn ấn nút chụp hình để có những khoảnh khắc đẹp nhất. Máy sử dụng chip Snapdragon 820 thay cho 835 như là trên XZ Premium. Độ phân giải màn hình chỉ ở mức là Full HD chứ không phải là 4K và tính năng HDR cũng đã được loại bỏ. Và cũng trong sự kiện MWC 2017, Sony đã công bố hai smartphone tầm trung mới của mình là Xperia XA1 và XA1 Ultra. Cả hai vẫn giữ thiết kế ấn tượng của dòng XA, đó chính là viền bezel siêu mỏng, hầu như là không có viền. Và cả hai chiếc smartphone tầm trung này đều sở hữu camera trước 16MP, camera sau trang bị cảm biến với độ phân giải 23MP, kích thước 1/2.3 inch cùng công nghệ ASMR AS cho trải nghiệm chụp ảnh của người dùng tốt hơn. Và vừa rồi cũng là những sản phẩm nổi bật mà Samsung và Sony đã mang đến tại MWC 2017. Và các bạn ấn tượng với những sản phẩm nào nhất thì hãy comment ý kiến của các bạn ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.